Xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của Pháp Auto, và ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người một cái gói nâng cấp những cái tính năng ẩn của xe Ford nói chung. Và bên cạnh mình đây là chiếc xe Ford Wildtrak. Mình đã kích hoạt xong cái chiếc xe này, full những cái tính năng ẩn của xe. Và thì bây giờ mình sẽ xem là mình sẽ kích hoạt được những tính năng nào của trên chiếc xe này ha. Những cái tính năng ẩn đầu tiên đó là đèn nổ từ xa và áp suất lốp của xe. Thì chiếc xe này đã kích hoạt lên hai cái tính năng đó rồi, nhưng mà khi mà mình muốn sử dụng cái tính năng đó thì ví dụ như đèn nổ từ xa thì anh em phải thay cái chìa khóa khác. Nó có cái loại chìa khóa mà nó có nút ở đây đó. Rồi áp suất lốp thì xe này hiện tại thì chưa có thay van. Mình đã kích hoạt tính năng của xe nhưng mà van thì phải đợi thay van đã rồi mình mới xài được tính năng đó. Còn có một cái nữa là lên xuống kiến, thì khi mà anh em bấm lóc cửa đó thì kiến nó sẽ đồng chạy lên. Đây là một cái tính năng vừa mới kích hoạt của xe, và khi mà anh em mở cửa thì nó sẽ hiện lên đèn chào, có cái đèn gọi là đèn welcome light á, nó có đèn chào ở hai bên gương này và ở cả đèn trước nữa. Đây đèn trước này đây đó, thì khi mà anh em mở cửa mở lốp xe thì nó sẽ có đèn chào như thế này. Đây là một cái tính năng vừa mới kích hoạt của xe. Thêm một tính năng rất hay nữa là ở chiếc xe Wildtrak này, đó là cái tính năng xi nhan và cái đèn chiếu sáng, đèn gầm chiếu sáng ở phía trước. Thì mọi người có thể để ý là khi mà cái xi nhan một chạm của xe này á, nó chỉ nhấp nháy được 3 lần thôi. Và khi mà mình kích hoạt nó lên á, thì nó sẽ nhấp nháy được 6 lần. Tức là nó tăng cái thời gian. Đó, kia. Đó, nó tăng cái thời gian xin đường. Và cái đèn phía trước thì đèn gầm phía trước nó sẽ theo cái góc đánh lái. Nó sẽ sáng theo góc đánh lái. Đây. Và khi mình đánh lái qua kia thì là cái đèn gầm bên kia nó sẽ sáng lên. Tiếp theo là bên mình đã kích hoạt lên cho nó thêm một cái tính năng, đó là đọc biển báo. Thì mọi người có thể thấy là cái biển báo nó sẽ hiển thị ở đây. Và có một cái rất là hay, đó là có thêm một cái auto lim. Đó. Tức là khi mà mọi người bấm cái xài cái chức năng lim này thì nó sẽ theo tốc độ của cái biển báo luôn. Một điều rất là tuyệt vời của chiếc xe này. Ngoài ra thì bên mình cũng có kích thêm một số những cái tính năng phụ cũng rất là hay của chiếc xe này, đó là nhớ vị trí đèn, nhớ vị trí đèn cốt pha, rồi có thể làm tắt luôn cái tiếng seatbelt luôn. Rất là hay. Thì mình vừa giới thiệu cho mọi người một số những cái tính năng của chiếc xe Ford Wildtrak này. Thì nếu như mà anh em nào có nhu cầu kích hoạt những cái tính năng ẩn thì có thể ghé qua bên Pháp Auto để em ha. Địa chỉ 33234 Đỗ Bất Thuận, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, để nhân viên có thể tư vấn và kích hoạt cho anh em full những cái tính năng của xe.